Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của đội 98 Gaming. Thì hôm nay nhà phát hành lại ra một cái VIP mới rồi. Mình sẽ mua cái VIP mới này để test xem có những cái gì nhá. Thì bộ VIP mới này các bạn nhìn đây, đúng như mình dự báo ngày hôm qua, đây có thiếu cái gì không? Đó, y hệt luôn nhá. Và cái phần quà đầu tiên đó là cái đĩa bay này các bạn. Thì mình sẽ sử dụng đĩa bay thử và nghịch xem như thế nào nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ mua VIP trước này. 150k. Không biết là trong tài khoản mình có còn tiền nữa không. Ok. Mua với một nhấn. Rồi vậy là mua thành công rồi các bạn ơi. Uầy. Thành công rồi, bây giờ mình sẽ mở đĩa bay. Uầy. Hình như đây là cái phương tiện đúng không? Bây giờ mình sẽ nghịch đĩa bay thử xem thế nào nha các bạn nhé. Đây lúc phương tiện được các bạn đây. Ôi đây đây. Không biết bạn này có bám vào đây đâu không ta. Ủa tiếng máy bay, tiếng này cực kỳ hay đấy. Cho tớ quà. Ồ đi nào. Bây giờ mình sẽ xem con xe này là tốc độ bao nhiêu này các bạn ơi. Con xe này là tốc độ 4.5 luôn các bạn ơi. Tốc độ nhanh hơn cả cái con xe ô tô đợt sự kiện ở nhà phát hành các bạn ạ. Ui đi nhanh lắm. Ui bây giờ mình sẽ đi khoe xe trước nha. Ôi, tiếng hay nhỉ? Tiếng con này hay lắm. Mình sẽ đưa các bạn này đi ra khỏi bãi biển. Đấy. Mình sẽ lái con xe này đi khoe xem có các bạn có bảo gì nhé. Ôi, thích nhờ. Bây giờ bên các bạn có thấy không? Bây giờ ở khu bên Plaza này cực kỳ ít người luôn các bạn ạ. Plaza này bây giờ ít người cực. Đa số các bạn đấy toàn ở bên khu trung tâm thôi. Ôi trời ơi, bây giờ đúng rồi. Ô, bạn kia không đi nữa à? Bây giờ mình bay tiếp nhé. Rồi. Rồi bạn này bị treo như đây rồi. Ui. Và bạn ấy đi mất rồi. Tốc độ con này là 4.5 các bạn ạ. Đi nhanh ngang con ô tô luôn. Mà con này bay trên không chứ. Nhìn đẹp cực luôn. Một vũ khí mới. Và mình sẽ đi. Cực kỳ đỉnh luôn. Bây giờ mình sẽ đi sang bên này trước nha. Mình sang bên này xem nào. Wow, mình sẽ đi đi kiểu trường đua này đi. Xem các bạn nào lên xe này không? Xem các bạn nào lên xe này không? Đây 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 các bạn ơi. Rồi hay quá. Là mình sẽ đi trên này trên trường đua nha. Mình sẽ đi với cái trên trường đua. Mình sẽ ra trên trường đua các bạn ạ. Ra trường đua đi test thử. Uầy, đi nhanh cực luôn các bạn ơi. Ô, bác kia đi đâu rồi? Đi mất tiêu luôn rồi. Và đây nào, đang vui này, tự dưng đi đâu đấy? Đây, mình sẽ đi từ đây nhá. Đây, đây là trường đua này. Hôm thao này. Nào, đua thử nào. Uầy, được đấy nhỉ. À, đây, đây, các bạn xem bạn đấy có lên không? Bạn không lên các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bay thử nhá. Uầy, xem có đi hết một vòng không, có nhanh không nhé. Thế này là tổ quay đi đỉnh luôn các bạn này, bay kinh sợ luôn đấy. Đáo đáo à, đua tiếp này. Ui dồi ôi xịn xò con bò luôn. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Nhưng mà nói chung đồ này cái con xe mà xe Noel hình như là tốc độ là 4 chấm luôn các bạn. Còn con này thì tốc độ 4.5 nhanh hơn một tí nhưng mà vẫn chậm hơn con xe máy. Nhưng mà con xe này là cũng đèo được người, các bạn chỉ cần bấm vào đi dưới này là được ok này. Nói chung là con xe này, nói chung là con này ok các bạn ạ. Con xe này khá là ok. Thứ nhất là con này nó đi được bên trên mà các bạn đi sẽ không bị vướng.
bạn mà có đi kiểu mà qua cái vạch kiểu cái chỗ cản trở ấy thì các bạn sẽ không bị vướng nữa, bởi vì nếu những con xe cái đi mà đất các bạn sẽ vấp vào những cái đấy là các bạn không đi được. Xem cái này có bay được trên cao mình, tí nữa mình sẽ đi thử cái con UFO này ở trên cao xem có đi không nhá. Đây, mình từ 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 mình sẽ thử đi từ bên này xem có đi sang cao được không. À, xem bay đằng kia xem đồng nhá. Mình sợ nó chỉ đi được như khinh khí cầu thôi á. À con này nó cũng như khinh khí cầu thôi, nó chỉ bay được trên trên khoảng cách nhất định thôi các bạn ạ, à, không bay được cao đâu. Con này nó như khinh khí cầu thôi. Không bay được hơn đâu các bạn ạ. À. Con này mình sẽ đi lên khu đồn cảnh sát, mình thấy chỗ đấy là có chỗ bay dễ nhất là trước rồi. Con này nó như khinh khí cầu đó các bạn ơi, nó chỉ bay được trên mặt đất cách thế này thôi. Không bay được cao lắm. Ở vẫn bị vướng các bạn ạ, vẫn bị vướng các bạn ơi. Cái này vẫn đi gặp thanh này vẫn bị vướng nha. Đây này, không đi qua được à. Thì cũng chả khác gì đi với con xe trên mặt đất nhỉ. Nó cũng không cách biệt là mấy. Ồ, nó chả có mỗi là đi nhanh hơn khinh khí cầu thôi. Đó hơn cái là đi nhanh hơn khi khi cầu bạn ạ. Mắc rồi. Là mình sẽ đi lên đồn cảnh sát thử nhé. Đi đồn cảnh sát thử là mình bay sang em. Cho cái đồn cảnh sát này có chỗ bay sang ấy. Đây mình sẽ đi sang đây này. Úi giời ơi. Đây, đây, đây vẫn không bay sân được các bạn ạ. Ừ, không bằng khi ghi cầu các bạn ơi. Đấy, để mình test thử cái con xe UFO cho các bạn này nhé. Rồi, chắc clip của mình nhé cũng chuẩn bị dừng ở đây thôi. Để mình xem có cái gì nữa không. Xem mình có nhận thêm được cái gì được không. Đây là bộ trang phục này. Bộ trang phục này thì mình test cho các bạn rồi. Bây giờ mình đang hết kim cương ấy. Mình không dám nhận cả cái này đâu. Nhận hết bộ đồ này tốn kim cương quá, ngày xưa giàu giàu thì còn dám nhận nhé. Phần thưởng hôm nay, ui rồi phần thưởng hôm nay chả có gì cả. Thế thì mình sẽ mở hộp vịt ăn hên xui xem được cái gì không nha các bạn nhé. Biết đâu được một tí kim cương. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 3 giây. Được gì đây? Ôi sao dạo này nhận cái hộp vịt bị phích đi rồi các bạn ạ. Mở toàn auto ra 50 tiền thôi. Kim cương thì toàn ra 5 kim cương ạ. Đấy, thấy không? Toàn ra 50 tiền thôi. Cùi mía cực cưa các bạn ạ. Kiểu bây giờ các bạn kiếm tiền bằng cái cách đấy nhiều nhưng mà thành fix hết rồi. Khó kiếm kim cương cực. Mình sẽ tái chế cái này để mình mở tiếp. Nhà phát hành bây giờ bịp lắm nhá. Ui dồi ôi, toàn tiền ạ. À. Thôi, thế chắc clip mình xin dừng tại đây thôi các bạn ạ. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Bye bye.